Thì anh chị giới thiệu đi ạ, anh giới thiệu trước. Tôi tên là Võ Văn Viết, tôi làm bên nhân viên vệ sĩ, quê ở Buôn Ma Thuột. Quê Buôn Ma Thuột, mình xuống đây lâu chưa? Tôi cũng được hơn tháng. Trước đây là chạy xe, chúng tuổi nó cũng hơi lớn chút, thì giờ mình cũng không muốn là đi trên đường nữa, cho nên muốn về kiếm công việc nó nhàn nhã một chút. Dạ, xin lỗi, năm nay anh bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay 51. 51. Rồi, tới phiên chị, xin mời. Em xin chào chị Cát Tường, bạn trai bên kia trái tim và quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Thừa, 41 tuổi, đến từ Phú Yên. Công việc của em là kinh doanh tự do. Bên chi số, chị đại lý chi số. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì có tính tự lập cao. Em có năng khiếu kinh doanh giỏi. Còn điểm yếu của em thì... Không có điểm yếu gì hết. Em hay quên, ở rắn rít chị. Không rắn rít thì ai cũng sợ, cái đó đâu phải gọi là điểm yếu. Thế còn tình trường? Em trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì lúc đó là em do tập trung cho sự nghiệp đó chị, chưa có ý muốn lập gia đình nên là dẫn đến là chia tay. Còn mối tình thứ hai thì cái người bạn trai ấy muốn ổn định công việc ở quê nhà, còn em thì muốn sống và làm việc thành phố nên là dạ quan điểm bất đồng. Quen được bao lâu? Quen được 8 tháng chị. Còn cái mối tình đầu quen được bao lâu? 10 năm. 10 năm? Dạ. Ủa sao 10 năm mà chia tay em? Đó, em tập trung vào sự nghiệp đó chị nên chưa có nghĩ đến lập gia đình. Trời đất ơi, mà 10 năm em không có nuối tiếc gì hết trơn hả? Thường đàn ông ta chia tay phụ nữ chứ. Mình mà 10 năm mất 10 năm thanh xuân của mình mà mình chia tay cái rập luôn vậy đó hả? Dạ thì nói chung hồi đó em ở Phú Yên, hồi đó em làm việc ở đây. Nhưng mà thời gian thì em về Phú Yên, người đó ở đây mà. Cho nên nó xa rồi em tập trung về. Rồi bị ngược quá vậy. Rồi tập cái mối tình thứ hai thì em là ở đây rồi người kia là ở quê. Dạ đúng rồi. Lúc này cũng chắc trở chị. Lúc nào cũng chắc trở thiệt là éo le ghê. Tuổi này là người ta con cái nào không, nhỏ hơn Tường có tuổi mà Tường con nay năm là con nay là năm nay 18 tuổi rồi. Rồi vậy còn anh, tình trường của anh thì sao? 20 tuổi đã phải lấy vợ rồi. Hồi đó cái thời đó là đi làm công nhân ở trong Buôn Ma Thuột là vất vả lắm cô. Ham vui sớm đã vất vả còn ham vui sớm. 21 tuổi là đã có con rồi. Dạ. Vậy là giờ con lớn hết rồi anh hả? Mấy cháu? Được 3 cháu, hai thằng đầu bây giờ có vợ có con rồi. Tao thì học xong giờ đi làm rồi. Thế giờ chồng anh là chia tay bao lâu rồi? 3 năm rồi, năm 2017. Tính tôi thì nói thật cô là rất là sạch sẽ gọn gàng. Về nhà thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng là thích lắm. Thì nói chung là gia đình cũng có điều kiện. Trước từ năm 92-93 đó. Bà xã thì nó hiên. Nên là tôi ở nhà thì tôi buôn bán. Chứ mình làm hồi thì hai bà thấy chẳng làm lên. Đến khi mình làm được cái nhà, xây được cái nhà xong thì nói chung cũng cạn vốn. Mình cũng chưa có dư giả bao nhiêu. Mình bán hàng là không có kịp ăn cơm luôn. Hồi đó bán được lắm. Làm ăn không được rồi. Không được cái sao vợ chồng ly dị sao? Không chưa. Thì xong không được cái là tôi nghỉ hết. Tôi dẹp hết xong rồi về mua xe ô tô chạy Sài Gòn, Buôn Ma Thuột. Chạy được thời gian hư lên hư xuống 6 tháng là mấy 4 lần đấy cơ. Cứ dần cái kinh tế của mình cứ thụt trần. Không làm xe tải nó quay sang làm xe ben. Làm xe ben để làm công trình. Làm công trình thì cũng không lấy được tiền. Có một ít tiền xong rồi đi thế chấp cái nhà. Rồi anh vô cái mấu chốt vấn đề đây. Em đang chờ câu chuyện cái mấu chốt vấn đề là sao vợ chồng anh ly dị kìa. Ông đang nói quý vị bởi vì như vậy là bởi vì mấy chục năm rồi mà mới mới ly dị ngay đây thôi. Gần đây làm ăn không được nữa cãi thì vợ chồng nó có cái rạn nứt. Tôi là người đàn ông thì đi ra ngoài thì đi xe, chạy xe thì nhiều khi cũng có nhiều cái nó cũng bị say đắng ở ngoài. Cơ bản là mình có lỗi trước. Phụ nữ ở nhà mà can đảm một chút, biết níu kéo, biết giữ hạnh phúc gia đình thì cũng không đến nỗi nào. Bởi vì tôi cũng không đến nỗi là quá trớn, quá đáng. Một thời gian là bà xã ở nhà cũng có một người khác, người của đàn ông thì mình có thể mình đi mình về được. Cái phụ nữ như vậy thì tôi có thể cảm thấy là khó. Là có bao giờ anh tự bản thân anh nhận lỗi với vợ anh trước? Bởi vì bây giờ anh ngồi anh nói với Tường thì anh nói là do lỗi anh trước. Nhưng mà nếu anh đi làm rồi anh về anh thương vợ thương con, anh lo anh yêu thương vợ con đúng mực, thì anh có nghĩ là nếu như vậy thì chị cũng không có cơ hội để ngoại tình không? Nói chung là vợ chồng chưa bao giờ nó nặng với nhau. Chỉ có khi mà ra chia tay là bây giờ sống được với nhau thì chia tay. Nói chung là cuộc sống vợ chồng thì nó cũng có lúc này lúc kia. Không biết là em gái có cái cảm nhận như thế nào về cái chuyện hôn nhân của anh thì... Em thấy nó cũng hơi rắc rối một chút xíu. Rắc rối cái độ mà làm ăn á, ra ngoài làm ăn á. Và tình cảm mà thấy người nào dễ mến người đó mới dễ chết ở chỗ đó chị. Đó mấy anh chạy xe tài xế rồi nó cũng hay dọc đường bồ bịch tùm lum luôn đúng không? Đúng rồi chị. Rồi gì nữa, nói luôn cho anh nghe để anh biết chứ, mình phải nói cái cảm nhận của mình cho anh biết. Em nghĩ thì cái chuyện hôn nhân mà đổ vỡ thì người ta rút có nhiều kinh nghiệm. Không sao hết.
Rồi vậy là tốt rồi. Chị chỉ sợ là em lo lắng hay em e ngại hay là em thấy không công bằng với em thôi. Chứ còn nếu em thấy bình thường thì chị cũng thấy là hợp lý. Sau khi anh ly dị đến nay là 3 năm, anh có bao nhiêu người bạn gái nữa? Một người. Một người. Tôi thì tính tôi tin người lắm. Cũng làm được một cái nhà vừa vừa rồi, mua đất làm nhà vừa vừa rồi. Nghe cô ta nói ngọt thế cũng coi như sang trên với cô ta luôn. Trời ơi. Rồi bây giờ còn gì nữa đâu, sang cho cô này. Giờ em có nói ngon nói ngọt cũng không còn gì để sang cho em hết trơn nha cưng nha. Còn gì không anh? Còn mỗi xác. Còn mỗi xác. Còn mỗi xác. Còn mỗi xác à? Gì không? Chị trời, giấy cái số em nó đen quá vậy. Số em nó đen quá vậy. Trời ơi, thương dễ sợ không? Quan trọng là mình cứ sống hết lòng. Cái tính của tôi là không bao giờ tôi lăng nhăng. Đã người nào là một người thôi chứ không lăng nhăng. Ví dụ hết này, người này mới tới người khác không, thôi. Không, không, không có kiểu đó đâu. Cứ sống với mình là mình cứ thật lòng với một người đó. Kể cả như thế nào cũng vậy thôi. Cuối cùng là anh sang tên nhà cho cô bộ đó xong rồi cô chia tay anh hả hay sao? Vâng. Trời đất ơi, sao mà đoán hậu dữ vậy trời. Thôi được rồi, câu chuyện tìm hiểu đời tư đến đây là chấm dứt. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần khác. Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Là người bạn trai đó sống có trách nhiệm, điềm đạm chút xíu chị. Anh này thấy điềm đạm nó rất có trách nhiệm. Có nhiều của đưa cho bạn gái hết là thấy quá trách nhiệm rồi. Thấy vậy là ok rồi. Ok, bây giờ không còn gì cho em đâu. Còn cái xác thôi, sang cho em chịu không đâu nha. Rồi rồi, coi mấy cái hình của em coi. Còn anh, mẫu người bạn gái của anh là người như thế nào? Cao 1m55 trở lên là được rồi. Có cái sống với nhau. Anh tìm đi, người bạn gái ngồi bên kia là có trong đây nè. Anh có hình ảnh gì cho Tường coi không? Ủa sao để móng tay chi dài dữ vậy anh? Quen quen rồi. Trời ơi, thôi cắt đi, phụ nữ không ai thích móng tay đây, dài đây. Đâu. Đó, nhìn đi. Thích anh nào? Thích, anh này quá. Anh nào? Anh này chị, em dự đoán anh này. Mà có thích anh đó không? Nhìn cũng có hậu quá chị. Còn cái xác là có hậu rồi. Tìm ra được cổ chưa? Cho hai anh chị nhìn trực tiếp với nhau rồi so với trong hình coi có đúng như vậy hay không nha. Mở cửa trái tim. Đúng không anh? Đúng cái tấm đó không vậy? Chào anh. Có giống như sự tưởng tượng của em không? Đúng rồi, người này phải không? Đúng rồi, chứ còn gì nữa. Trời ơi, anh ơi, ga lăng xíu đi anh. Trời, anh còn có cái xác không mà anh còn không ga lăng chết em luôn á. Đi ra ngoài để thật cũng giao tiếp hơi bị kém chút. Em ở Phú Yên hả? Đúng rồi anh, em Phú Yên. Em ở huyện nào rồi đó? Em ở huyện Tây Hòa, em cách thành phố 3 cây. Tặng hoa trước đi anh, cho nó ga lăng xíu rồi mình nói chuyện sau. Không có gì, cũng vội vàng quá thì thôi, coi như tặng em bỏ hoa. Dạ, em cảm ơn tấm lòng của anh. Gặp người kế xứng đôi nè. Nhưng mà anh ngồi xuống đi và anh bị phạt nè. Anh đoán sai người. Bây giờ anh hát tặng cho cô ấy một bài hát đi, đó là phạt đó. Hát một khúc thôi nha. Rồi, mời anh. Dì Thanh ơi, Thi Hồng em gửi về ăn cho nhiều tha thiết. Anh chẳng ai ngùng khi dùng bút cô đơn trả lời thơ. Còn đã ngơ ngác nghe tình say rào rạc như trời mơ ước. Mây núi giông phủ bến hẹn xa xưa. Thuyền đang ủ rũ để nhớ, để thương, để chờ, để đợi, để nung nấu tình chung trong những đêm vắng thanh tàn. Trời ơi! Anh nhớ không quên dáng hình em bé nhỏ thiệt thà. Thôi được rồi, bây giờ vậy. Nghe vậy là nghe được cái hơi rồi ha. Đói bụng rồi anh hát không nổi. Mình là hẹn ăn trưa mà. Bây giờ mình vừa ăn trưa mình vừa trò chuyện với nhau. Rồi xin mời hai anh chị ha. Bây giờ mình sẽ thưởng thức. Trời ơi, món ăn nhìn hấp dẫn quá. Đây là cái set First Love, bao gồm á là tàu hủ ki, gói chả cá thác lát, trụng gà rang muối, rồi cơm lá cẩm. Đó, xin mời hai anh chị cùng thưởng thức món ăn rất đặc biệt của nhà hàng. Chút xíu nữa ít phút các Tường sẽ quay lại nha. Trời ơi, người ta gái chưa chồng đó. Anh cố gắng lên. Anh mời em nè. Dạ dạ, em mời anh. Ở huyện nào ngoài đó? Tây Hòa. Tây Hòa. Ủa sao anh nhanh quên mà vậy? Mới đẹp nấu rồi mà. Cái đường đó anh cũng hồi trước còn chạy xe thì cũng hay đi đường đó. Hồi trước chạy xe, giờ hồi sau thì sao? Tuy An xong rồi ra Tây Hòa phải không? Ở Tuy Hòa xong tới Tuy An chứ. Tính Nha Trang đi ra nghe. Nha Trang đi ra là thành phố Tây Hòa xong mới tới Tuy An. Tây Hòa là cái đường rẽ đi lên Trung Hinh rồi.
bắt đầu đến lên trong hình phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Yeah. Em hay lên trên Bùi Mỹ Thuật chơi không? Cũng ít lắm anh. Anh thì nói chung đi ra ngoài nhiều nhưng mà cái anh nói rồi, cái giao tiếp của anh nói chuyện anh kém lắm, không được như người ta. Dạ, mình không được, mình cố gắng làm cho được anh. Không được cái bao nhiêu năm rồi, đi buôn bán có rồi, rồi đi ra đường cũng nhiều rồi mà mình không ăn nói, không có khôn khéo, không có nhanh nhẹn được. Nên càng ngày mình rút kinh nghiệm càng nhiều lên chứ. Nhưng mà cái bản tính của mình vậy rồi, bây giờ mà khéo cũng được, mà nhiều người người ta có cái miệng ra ngoài người ta nói khéo là nhiều khi cũng được việc. Tập luyện cho nó dạng lên. Giờ là em ở trong này là... Tâm sự này thì được nhiều chứ anh? Cũng sơ sơ mới hỏi thăm gia đình. Anh có muốn tiến tới hôn nhân nữa hay không? Hay là anh chỉ muốn là có một người bạn ở bên cạnh mình thôi? Nhìn đi nhìn lại, con cái thì nó không bao giờ nó ở với mình được. Nó lớn lên, nó lấy vợ, lấy chồng thì nó có con nuôi con cái của nó. Mình có mà có bị nhức đầu sộ mụi gì cái. Mà một thân một mình ở xa, con cái thì ở xa thì nhiều khi mình cũng thấy tủi thân. Rất muốn là được có một người thấu hiểu cái tấm lòng của tôi. Nhưng mà có cưới không? Trời ơi, vấn đề mấu chốt là cưới hay là chỉ ở với nhau thôi? Tùy thuộc vào người nữ. Không có tùy thuộc được, người ta chưa chồng, đương nhiên người ta phải muốn có đám cưới rồi. Thì nếu mà cưới thì cứ cưới thôi, có làm thì vô vấn đề là cưới hay không thôi. Anh lòng vòng làm ta hồi hộp, người ta muốn nghe cái câu chốt vấn đề. Đúng rồi, làm hồi hộp á anh ơi. Câu chốt cái vấn đề, tại vì rất nhiều người ta đâu có muốn cưới thì đâu. Bây giờ người ta ngán rồi. Để lâu hơn nữa người ta cũng qua cái tuổi sanh, người ta cũng đâu có sanh được nữa đâu. Bây giờ mời em bóc một lá bài đọc lớn lên cái yêu cầu trong này ha. Dạ. Bạn thích điểm nào ở đối phương nhất vì sao? Rồi anh trả lời đi anh, cổ đọc đây cô hỏi anh đó. Thích nhất là cái giọng nói thiện cảm. Không có hoa mỹ, không có gọi là người nói thật tình. Rồi, tới phiên anh. Hãy bày tỏ tình cảm với người đối diện một cách thật lòng. Em cứ sao em cứ vậy thôi. Thấy anh là cũng một con người thật thà, hiền lành. Anh có cái khuyết điểm hay hơi rụt rè. Anh nói rồi, đi ra ngoài thì nói chung do cái đó mà mình là thua thiệt nhiều. Mình chưa hợp gu với nhau thì tự nhiên là nó hơi chậm chút. Nhưng mà khi mà đã hợp gu rồi thì lại cũng nói được, không đến nỗi nào. Mới còn lá, anh chưa có, máy anh chưa chạy. Cho anh thêm lá nữa cho máy anh chạy cơ. Bạn chăm sóc người yêu như thế nào? Nếu mà ít thời gian gặp nhau. Nhắn tin gọi điện, nếu như mà khi đã yêu thương nhau thì một ngày chưa biết bao nhiêu cuộc. Hoặc là rảnh khi nào thì mình nhắn mình gọi cái đó thôi. Chứ cũng không cứ được là thế nào cả. Dễ chịu không? Được không? Được chị, thì động viên tinh thần, lời hỏi thăm là giờ không có thời gian gặp mà. Đây, nói thật, nếu mà đã không yêu quý như một... Nếu mà đã yêu thương rồi một ngày tiếp theo, ví dụ như một người con gái mà nghe điện thoại hoặc điện thoại hơi bị mệt ấy. Vậy hả? Sao nghe điện thoại mệt anh? Không, là nhiều gọi nhiều. Là anh sẽ gọi nhiều. Nếu mà anh mà yêu thương em mà bạn gái của anh rồi, một ngày anh gọi em 80 cuộc là em sẽ mệt luôn á, em khỏi làm ăn luôn á, hiểu không? Hãy dự đoán đối phương có thích bạn không? Vì sao bạn cảm nhận như thế? Em đoán coi anh có thích em không? Tại sao em lại nghĩ như vậy? Cái này thì sao em biết được, làm anh thôi tự trả lời luôn em đoán được. Cô này em nhìn cái giác quan thứ bảy chủ nhật của em xem thử thế nào. Dạ giác quan em dở lắm anh ơi. Là dở người ta mới ở mình tới giờ đó. Em dở mới biểu anh tự nói luôn, cho nếu em đoán được em nói rồi. Bây giờ chẳng lẽ tự nhiên anh khai. Được đâu sao đâu, này em yêu cầu anh mà. Đây là cái quan điểm của em cứ trả lời thật lòng, anh cũng nói thật lòng. Ví dụ như hỏi anh thì anh nói thật lòng. Dạ em không đoán được, em mới nhờ anh nói. Nhờ anh nói cho em hả? Dạ đúng rồi. Chắc không phải rồi. Nếu mà nhờ anh nói giải thích giải bày cho em. Vui là sao có tiền? Đâu thì ủa người ta nhờ anh thì anh có... Nhờ anh thì ví dụ bây giờ anh có làm hay không, anh trả lời trực tiếp chứ cuộc nói chuyện với hai người anh xen vô chứ. Nhưng mà anh mà nói thì không phải theo cái ý của em thì sao? Cho em nói đi. Cái ý anh sao thì anh nói vậy thôi. Đây là hỏi em chứ không phải hỏi anh. Thì em nói em không thể đoán được. Sơ sơ xem thử thế nào. Theo cái mắt quan sát của em. Dạ cái tâm dự đoán em dở anh nên em mới nhờ anh giải thích luôn. Tôi thấy hai người này kẻ tám cân người nữa lạ mai dở hết trơn á. Thôi bây giờ á, bản thân anh cảm nhận về cô gái như thế nào? Cảm thấy có cảm tình, đồng cảm. Có một chút là coi như là mới gặp nhau được 5-10 phút nhưng mà tôi cảm thấy có một cái gì đó là nó cũng có một cái cảm tình với mình. Rồi, còn em muốn nói gì với anh? Em thì nói chung hôm nay đến chương trình thì mới có cơ hội gặp anh.
thì em qua cảm nhận của em thì em thấy anh thì cũng thật thà, hiền lành. Còn những cái khác nữa thì em cũng mới gặp nên em chưa hiểu nhiều. Thì cái đó mình phải có thời gian dài để mình tìm hiểu sâu. Anh xin lỗi một cái này nữa này. Là anh rất thích cái đẹp. Người phụ nữ là khi nào anh thích người phụ nữ mặc đẹp. Đấy, mình làm sao mình là đi ra đường, kể cả bây giờ ở nhà mình nhịn đói, nhưng mà người phụ nữ của mình đi ra đường cứ phải đẹp. Vậy là bạn gái cũ anh đẹp lắm hả? Nói chung thì bây giờ như vậy cho nên phải khuyến khích động viên cái người mà mình mà gặp được thì phải. Anh chuyên môn không bao giờ trả lời đúng cái câu hỏi của người ta mà anh cứ đi lòng vòng em hỏi bạn gái cũ của anh đẹp lắm hả, anh chỉ yes or no thôi. Đẹp lắm hả thì nói chung thì nó cũng vừa sử dụng thôi. Vừa sử dụng mà cuối cùng người ta sử dụng mất tiêu rồi, thấy không? Lòng vòng chi cho nó mệt nội mà anh lòng vòng quy, là anh mất tiêu bộ nói rồi. Nói chung quy lại thì cũng vì vậy nên mình mới phải là phải đầu tư nhiều như vậy, cũng đơn giản. Rồi thôi được rồi, mời hai người đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ, nếu chúng ta cảm thấy đối phương là có thể thôi, chứ mới mấy phút à, mình có sự rung động hoặc mình cảm nhận được à, có cảm xúc, có tình yêu với cái người này được, thì lúc đó ta sẽ bấm nút. Nhắm mắt lại đi ạ. Suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận lại, nhớ lại câu chuyện từ nãy giờ chúng ta chia sẻ, xem đây có phải là một nửa của mình hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Dạ em là người kinh doanh. Em thích rất là một người dạn dĩ và nói năng nó lưu loát. Em cần một người hỗ trợ. Nhưng mà anh có điểm yếu, anh nói chuyện qua cái cách tiếp xúc xã giao của anh đó, nó không có được dứt khoát nhanh lẹ. Rồi thôi, chị cũng đồng cảm với em. Tại sao một người phụ nữ nhanh nhẹn như vậy, thông minh dễ thương vậy anh lại không bấm nút? Hơi bị tự ti một chút với bản thân, cho nên là mình cảm thấy sợ là người ta buồn, cho nên là mình cũng thôi thì bây giờ không đâu anh. Thật ra trong cuộc sống á, tình yêu nó khó nói lắm. Anh tự tin lên, có thể ngày hôm nay cái nhân duyên này chưa tới với anh, nhưng mà sau này trong cái cuộc đời của anh nó cũng phải còn lại một khoảng thời gian, anh cũng phải tự tin lên chứ anh không như vậy được. Tại vì nếu mà mình cứ tự ti thì cơ hội nó không đến với mình. Anh nói bây giờ anh là tay trắng, anh không còn gì cả, nhưng thật ra anh còn kinh nghiệm sống, anh còn cả một cái quá trình của anh bao nhiêu năm anh tích lũy được rất là nhiều thứ. Cái kinh nghiệm sống không phải tiền bạc có thể mua được. Thôi thì Tường cũng chúc anh chị ha luôn được nhiều sức khỏe, và hy vọng là một ngày gần đây nhất thì cái tình yêu đích thực, cái tình yêu mà hai anh chị đang chờ đợi, một nửa của mình thật sự sẽ đến. Chúc anh chị sẽ có nhiều thành công, có nhiều hạnh phúc, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn hai anh chị đã tham gia chương trình nha. Kính thưa quý vị, vậy là ngày hôm nay bà Mai, bà Mối đã không làm tròn trách nhiệm của mình rồi. Thôi thì hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của lần sau, các Tường sẽ cố gắng hơn nữa nha. Bây giờ thì chúng ta phải tạm biệt thôi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh Mai TV quý vị nha. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Các Tường xin kính chào và hẹn gặp lại. Em tên là Phan Bá Quang, sinh năm 1995, quê quán Hà Tĩnh. Hiện tại đang sinh sống làm việc tại thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức là mình ở đâu, khu vực nào? 41 Lam Sơn. Quận Cây ra thành phố Thủ Đức. Rồi tiếp tục. Hiện tại là em đang làm nhân viên sửa chữa xe. Là tư nhân. Là tiệm sửa chữa xe là ngay cái chỗ mà em mới vừa đọc địa chỉ đó hả? Dạ. Rồi. Thu nhập mình ổn không Quang? Thu nhập em còn ổn. Khoảng bao nhiêu? Mình cứ cụ thể đi em. Mình cứ ở đây là cái buổi này thì em cứ chủ động em chia sẻ ha. Lương thu nhập em bình quân một tháng là 10 triệu. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình, tình trường của mình là gì, mình cứ chia sẻ ha. Điểm mạnh của em là thích nấu ăn vì vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu thì nhút nhát, ít nói chuyện. Tình trường thì em chưa trải qua mối tình nào cả.
chưa có để ý ai, chưa có rung động ai luôn ạ. Rồi tính chất là do công việc là thời gian ít khi đi chơi đâu, mình toàn giờ thời gian làm thì không để ý đến ai cả. Rồi thường là em làm từ khung giờ nào tới khung giờ nào mà em nói em không có thời gian? Em thì thường làm 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Rồi từ 8 giờ tối đến lúc đi ngủ là ở nhà luôn, không đi đâu hết. Ăn uống xong về phòng nằm bấm điện thoại thì đi ngủ. Rồi ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Em đăng ký. Tại sao em đăng ký? Bởi vì mình giờ cũng thấy cảm giác nó cũng nhiều buồn rồi, mình muốn có người đồng hành. Nên mình đăng ký chương trình. Mà trước giờ em có từng thích ai chưa? Hồi xưa đi học thì cũng khó thích, mà sau này tính chất ngồi nghề một nơi thôi. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào trong này được 15 năm rồi. 15 năm hả? Dạ. Là vào từ lúc 12 tuổi đến bây giờ đó hả? Dạ. Vào đấy đó là lúc mình vào đây với ai? Em vào mình, em hồi đó em vào đây đi lập nghiệp đi làm. Làm ăn sớm. 12 tuổi thì vào đây ai nhận em làm? Nói chung có người quen trong này thì xin chưa học nghề sửa chữa xe tới giờ. À, là đi học nghề từ năm 12 tuổi. Dạ. Là bây giờ là em đang làm, là em đi làm thợ cho người ta hay là của em? Em đi làm thuê cho người ta thôi. Làm thuê cho người ta. Có ý định tương lai là sắp tới là mở tiệm của mình không? Dạ, em đang có ý định sắp tới mở tiệm. Có nhiều vốn chưa? Vốn thì chơi nhiều gì. Được khoảng bao nhiêu rồi? Tầm thì 100-200 gì. Tầm 100-200 rồi. Là tiền đấy là đang tiết kiệm, là em đứng tên hay là chuyển về cho bố mẹ giữ dùm rồi? Em của em. Còn bố mẹ thì tháng thì cần gì thì em cung cấp về thôi. Và bố mẹ vẫn đang ở Hà Tĩnh? Dạ. Rồi em có anh chị em gì không? Dạ có. Bao nhiêu anh chị em? Dạ, ba, sau ba em nữa. Sau còn ba em nữa? Dạ. Ba em trai em gái em? À, hai gái một trai. Là em là con đầu? Dạ. Rồi, thế bây giờ bận rộn như thế đi làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối để tạo cái thói quen là ăn xong rồi lên giường nằm lướt điện thoại như thế, thì bây giờ có bạn gái rồi sao? Có bạn gái thì nó đổi lịch thời gian khá là gì. Là có thời gian để dành cho bạn gái đúng không? Dạ. Trước giờ có ai giới thiệu bạn gái cho em không? Trước cũng có qua mối quen người mà người ta không ưng mình thôi. Mình có thổ lộ với người ta không mà biết người ta không ưng mình? Nói chung là mình nhìn người ta biết là người ta không ưng mình rồi thôi. Mình nhìn thôi là mình đã biết rồi. Dạ. Người ta làm sao mà người ta không ưng mình, kể nghe coi những cái hành động nào. Thì người ta cứ tán nghe mình về gì nữa này. Nên em không. Nói chung thích một người mà ta cứ tránh né thôi, thôi không tiến tới được luôn. Dạ đúng rồi. Rồi dạo này sao, có để ý ai nữa không? Dạ không, thì chết do công việc thôi. Để làm đi lần này đăng ký nhờ chương trình thôi nhé. Đăng ký nhờ chương trình thì mình cũng phải là mạnh dạn vui vẻ lên ha, mình cũng phải dành nhiều thời gian cho bạn gái. Dạ. Chứ mà cứ về mình cứ làm xong rồi cứ ngã lăn ra chơi điện thoại xong rồi ngủ luôn, rồi bạn gái thời gian đâu mà tìm cho bạn gái. Lúc đó tụi chị bị mán vốn nữa. Mình có bạn gái thì mình thời gian nó mình khá hơn. Còn nếu mà đâu, em cho chị một khoảng thời gian nào mà em hẹn với bạn gái ơi. Thì thế dù mình làm đó thì giống như 6 khoảng 6 giờ 6 rưỡi mình về rồi tắm rồi bạn gái đi chơi thôi. Mình dành thời gian ngoài. Còn nếu mà trước đây thì giống như mình không có bạn gái đồ thì mình dành thời gian mà. Còn về có bạn gái thì mình đến giờ khoảng 6 rưỡi về mình tắm rửa xong đưa bạn gái đi ăn đi chơi. Rồi em có tài lẻ gì không, hát hò này kia biết không? Dạ em không. Không có tài lẻ gì luôn, chơi thể thao này kia cũng không biết luôn. Không có tài lẻ gì hết hả? Dạ chỉ có đồ nấu ăn đồ thôi. Nấu ăn thì nấu được cái gì? Món gì em
nhìn qua người ta là lần sau em bắt lại là em nấu được thì. Ừ. Rồi, mẫu người của em mong muốn là gì? Ngoài những chị nhìn. Dễ nhìn, chị thấy trong đây em ghi đẹp nè. Đẹp là đẹp làm sao, dễ nhìn là dễ nhìn sao, mình mô tả chi tiết giùm chị ha. Nói chung là ngoài những chị nhìn là được thì nó... Tại vì dễ nhìn của em nó khác với dễ nhìn của chị hoặc là dễ nhìn của bạn quay phim hay là mấy anh ở đây. Mình phải cho một cái cụ thể cái chi tiết. Rồi cao, mép máy, da trắng, da đen, mặt mũi làm sao, tóc dài, tóc ngắn hay cái gì đó. Ừ, công việc này kia, chứ không phải là dễ nhìn là được ha. Rồi người con gái thì cao tầm 1.5m. Ừ. Tầm 1.5m là đổ lên thì nói chung là người vừa vừa. Vừa thôi hả? Không thích mập hả? Nói chung vừa vừa thôi, đừng mập quá. Ừ. Thì nói chung là công việc thì cũng được. Mình giờ mình có công việc, tương lai thì sau này thì nếu mà không làm công ty đồ thì làm công việc ngoài thì về thì không người cùng làm. Ừ, mà không có cần bạn gái có công việc luôn. Về em mở tiệm sửa xe rồi bạn cùng làm với em thôi. Dạ. Ừ, về làm chủ luôn đúng không? Dạ. Ừ. Rồi có năng khiếu tài lại như Quang. Em á? Không có gì luôn. Không có gì luôn hả? Ừ. Rồi tuổi tác bạn gái, quê quán bạn gái thì sao? Nói chung tuổi tác bạn gái thì tầm sinh năm 93 đầu xuống 2000. Ừ. Nói chung quê quán thì nói chung người miền Trung được. Ưu tiên người miền Trung, rồi dạ. Còn miền nào nữa không? Nói chung là ưu tiên miền Trung, miền Trung thôi. Chỉ là trong khu vực miền Trung thôi? Dạ. Tinh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ừ. Rồi những miền khác là không được luôn. Dạ, miền khác nó xa quá. Em đang ở Sài Gòn, bạn nữ đang ở miền Trung. Rồi sao em quen bạn đó, em về quả hả? Nhưng quê quán bạn đó thì miền Trung. Nên nếu mà quen biết thì quen biết trong Sài Gòn này thì nhưng người bạn gái đó quê cùng mình thì sau này đi lại cũng dễ, vẫn dễ tiền. Em có trong cái hẳn mấy cái hội mấy cái người tìm người yêu miền Trung đồ không? Về thăm vô mấy cái hội đó mà tìm bạn gái thêm nha. Ok, chị ghi nhận ở đây, chỉ là quê miền Trung thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi hả? Không biết hát hò, không biết thể thao luôn, không biết gì hết hả? Rồi sao chị dớt em vô vòng trong đây? À thôi em hát dở lắm. Hát dở lắm hả? Chị đây chị đâu phải của thi ca hát đâu. Chủ yếu là em, chị đang muốn là nhìn thấy em sự mạnh dạn nói chuyện với trước với chị thôi. Chứ chị không có yêu cầu em hát hay. Vậy sao? Ok không? Được không? Em hát thì đồ không thuộc lời đâu. Ừ. Yeah. Rồi, em còn cái gì muốn nói với tụi chị nữa không? Yeah. Ừ, ok. Cảm ơn em. Rồi em mời tiếp theo là ai vậy em? Dạ anh Khoa. Ờ, ok. Dạ em mời anh Khoa. Rồi, anh chào mấy. Dạ. Mình cứ cầm cái ngồi đấy. Cảm ơn. Chào mấy em. Dạ. Tên gì em? Nguyễn Nhạn. Nhạn hả? Dạ. Ừ. Dấu hỏi luôn hả anh? Dạ. Dạ. Rồi, hello Nhạn. Dạ. Rồi mình giới thiệu về mình đi. Em giới thiệu về bản thân này. Công việc quê quán của em thì sao? Đang làm công ty lên ở quê nhất Bình Dương. Làm công nhân hả? Dạ. Công ty gì em? Công ty Long Diên. Long Diên là làm thế gì em? Làm đóng dép á. Sản xuất dép hả? Dạ. Ừ. Mà em làm công nào? Ép đế, chạy cái dép. Câu ép đế. Ép đế là ép cái đế vào rồi may rồi ra thành cái dép hoàn chỉnh đó hả? Dạ. Công đoạn cuối đấy hả? Công đoạn đầu tiên. Công đoạn đầu tiên của cái dép. Ờ. À, còn vòng cuối là kiểu cắt gọt mấy cái râu ria rồi sơn bóng các thứ nữa đúng không? Ừ. Thu nhập ổn định không em? Tháng 11 triệu như thế. Ừ. Đang sống trọ hả? Dạ. Trọ với ai? Ở trọ bên anh. Mình nghe thôi hả? Dạ. Gia đình đang ở An Giang luôn hả? Chị với em gái đang sống gần đây luôn. Ờ. Còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ như quê. À.
Rồi, cái mày bị yếu của nhãn là gì nè em ơi? Tại vì ở đây đi làm rồi thì nằm bấm điện thoại xong rồi ngủ cho em ngủ mà chứ đâu có đi đi chơi. Rồi rồi sao tìm bạn gái đây? Tôi thích giao lưu với bạn gái. Tôi thích giao lưu với bạn gia đình. Ai đăng ký với anh tham gia chương trình này? Tự đăng ký tại nhà đầm buồn ở nhà rồi bấm điện thoại rồi tự đăng ký luôn. Anh có biết là khi mà tham gia chương trình thì tụi em cũng sẽ sàng lọc qua casting đủ thứ hết, thì mình cũng phải mạnh dạn lên, mình cũng phải chia sẻ, rồi mình cũng phải có những cái thời gian để dành cho bạn gái. Cái thời gian thì nếu mà có bạn gái thì mình dành thời gian được, tại vì nếu mà mình cùng mình thì mình đã còn có bạn gái thì mình đã dành thời gian cho bạn gái chứ. Thì khi có bạn gái thì mình sẽ dẫn bạn gái đi chơi, còn không có mình nên ở nhà thì mình ở mình nên. Anh làm trong công ty nè, biết bao nhiêu cô công nhân là nhưng mà con gái là sao anh không tha không cô? Trong công ty đó người ghét người là thương mình, người này nói chuyện qua lại thì còn người nên không thật thấy không hợp. Anh đã tìm hiểu bao nhiêu cô trong công ty rồi? Cũng nhiều lắm rồi nhưng mà thấy không được. Ừ, tại sao không được? Liệt kê những cái lý do. Nhiều người thích mình thì người ta nói vô, còn người ta ghét mình người ta nói ra cho người đó, rồi người ta kiếm mâu thuẫn nhau nên không hợp. Ừ, mâu thuẫn về chuyện gì anh? Thì cũng như nghe người khác nghe trăm ca chọc vô rồi đó. Ừ. Là nói anh thì sao? Thì nó cái mặt xấu mặt tốt, ngọt nào là không tốt, người ta ghét mình thì người ta nói mọi điều kiện để cho mình, người ta không thấy thích mình á. Nói chung nói xấu. Ừ. Rồi ưu điểm nhược điểm của anh là gì? Chị về ưu điểm thì đó thì được không? Cũng đâu có ưu điểm gì cái gì đâu. Điểm mạnh, điểm yếu. Mình phải có những điểm mạnh của mình chứ. Ví dụ như mình biết làm cái gì, mình có thể khác họ không, hay là mình có thể nấu ăn không, hay cái gì đó. Còn điểm yếu là những cái gì mà mình sợ. Mình làm gì rồi chứ đâu không phải ít, có ca hát mà cũng ít. Có nấu cơm được không? Được, nấu cơm, nấu nước, ăn uống được cũng được. Ừ. Mà cũng ngon, không ngon mà, không ngon gì mấy. Ừ. Anh có thể xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi đúng không? Anh thấy người ta lên chở người ta mạnh dạn không? Anh có thể là anh được bao nhiêu phần trăm giống mấy cái anh trên đó? Tại vì lần đầu tiên lên sống nên cũng chưa có chắc không được mấy phần trăm luôn. Không được mấy phần trăm luôn? Thiếu tự tin vậy à? Rồi, ưu điểm không có, rồi nhược điểm thì sao? Ưu điểm chỉ có nấu ăn thôi, còn nhược điểm? Những cái điểm yếu của mình? Rất nhẹ dạ tin người. Rất nhẹ dạ tin người. Rồi, có ai bị lừa chưa? Có bị ai lừa chưa? Bị rồi, cho nên mới... Bị người ta lừa nhiều không? Có hai ba người rồi thôi chứ... Lừa gì á? Thì bạn bè quan hệ qua lại, giao thiệp qua lại đó, rồi mình tiền bạc, rồi mà mình không nhận thiết, thấy không ổn nên thôi. Ừ, mượn tiền, là con gái mượn anh đó hả? Là anh tìm hiểu người ta, xong anh cho người ta mượn tiền. Rồi, hai ba người luôn, mà không rút kinh nghiệm luôn. Xong rồi sao? Rồi không quen nữa hả? Xong. Xong rồi chia tay luôn. Nhiều không anh? Hai ba người đó có nhiều, có còn 1-2 triệu bạc, chín đậu mà. Người ta 1-2 người thôi, này 3 người luôn. Đó là nhẹ dạ như tin người mà cho nên lúc này không kinh nghiệm được. Ừ. Rồi mẫu người yêu của anh như thế nào? Mẫu người yêu của mình cũng đơn giản, tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, cho nên em biết người nào là nếu mà người ta thấy thích mình, hợp với mình thì cứ tiến tới. Ai biết ai thích anh? Anh phải miêu tả như mấy cái anh nãy giờ nói chuyện chứ, nãy giờ em cũng đã nói nhiều rồi mà. Dạ. Mỗi người của mình là chỉ là yêu cầu nó giao tiếp thoải mái, chiều cao cũng bình thường thôi. Rồi còn gì nữa không? Quê quán, tuổi tác? Không quan trọng. Ừ, lớn anh cũng được luôn. Ừ, 1-2 tuổi không đâu quan trọng gì đâu. Ừ. Rồi. Rồi về nhà thì tức là từ giờ tới lúc ghi hình ấy, mình còn thời gian cho nên về em phải kiểu như thoải mái, tự tin hơn.
ví dụ như có cái năng khiếu tài lẻ hát hò gì, bình thường hát vui cũng được không sao cả, tại vì mình không phải đi thi tuyển ca sĩ, mình lên để nó thay đổi không khí thôi, giống như em đang nói chuyện với các chị nên nó hơi bị không khí của mình nó hơi bị trùng, mà bây giờ mình không có hài hước, không có vui vẻ. Chị nhìn mặt em được cũng hài đấy, nhưng mà chắc là chưa đúng đúng chỗ hài thôi, đúng không? Mình phải vui vẻ hài hước lên thì bạn gái đối diện với bạn ấy mới cảm thấy rằng là à, cái anh chàng này là cái anh chàng tính tình cũng thoải mái, vô tư, ok, mình về mình sau này mình có quen bạn ấy mình không phải suy nghĩ nhiều, mình không phải bị quá là phải mất thời gian mình suy nghĩ hay là mình phải khổ hay là mình phải vất vả cái gì cả. Em phải thoải mái, em vui vẻ lên, tự tin lên thì bạn gái người ta mới dành cho mình cái cơ hội nha. Nhiều khi mình thích bạn gái quá nhưng mà mình không thể hiện ra điều gì thì làm sao bạn gái bạn ấy thích mình được nha. Đó, nên là về ngoại hình các thứ thì cũng ổn đấy, nhưng mà phải nói chuyện tự tin hơn, phải mạnh dạn hơn nữa nha, chứ không phải nhạt nhẽo quá là các bạn gái các bạn ấy chạy mất dép luôn. Ok chưa? Rồi, ok, cảm ơn em nha. Rồi, anh chào bạn Sơn. Rồi, nhớ rồi. Còn ai không? Dạ,